không lòng vòng, tôi xin giới thiệu giúp em, Hà Mã sinh năm 95, nhà anh thì ở quận 4, dân không giang hồ, giỏi về chăm, trong khu anh sống có đường Tông Đảng ngập tràn, nếu em là ai cũng biết. À, em hơi dấp chị. Trời đất ơi mà dấp quá. Trèo lên quan dốc, ngồi gốc cây đà. Là ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi trời cực kìa. Cực. Cái này là hình thể nữa. Rồi mình vô động tác tay nè. Rồi động tác tay nè, tập trước nè. Bà con bị bắt nè. Bị bắt. Còn này mới mà hát lượn thì mình ngựa hoài luôn, hiểu không? Không, chơi nào mình thí hí mình mới cưỡi. Bây giờ mình chỉ lắc không thôi. Mình lắc thôi. Em xin với anh mấy chị cứ nhất cho gia đình chúng em về Vinh, chị cứ hai nhốt về ba con ngựa này lại. Nó khi mà nó quá mệt, nó quá mệt, đúng không chị? Em thấy mệt nha. Mệt em. Hai bên đều hát, tai phải nghe cái nhạc để vô, rồi phải nghe giọng bạn nam để theo tông bên này, rồi phải nhìn cái chữ và đổi cái chữ và hành động rất nhiều trong một cái. Vậy thì mời chị cùng cả đội hướng mắt về phần thi của đội tụi em. Trời để ơi. Cho đội mình sáng mắt ra nhé. Âm nhạc. Ba cái đa nè, vô. Câu thứ hai ngồi xong câu thứ ba đứng. Chị em ơi. Trèo lên quan dốc, ngồi dốc cực cực cây đà. Cây đà. Hãy dù tính tan tình tằng cho đôi mình gặp. Xem hỏi cái đêm thơm rằng tôi ngước cây đà. Ba dầm là ai dầm? Đó là có bơ dầm, xoài dầm, trái cây dầm, chú ba dầm là gì? Khó quá. Khó hả Thái? Khó. Hồi nãy em thái độ lắm mà. Trời đất ơi mà dầm quá. Chị em ơi. Trèo lên quan dốc, ngồi gốc cây đà. Lý gốc cây đà. Hãy xuôi tính tan tình tình cho đôi mình gặp. Xem hồi cái đêm hôn nằm tôi lấy gốc cây đà rằng lôi gốc cây đà. Che đà ngon Lòng đầu thấy mọi người thi em nghĩ là dễ lắm. Mà vô rồi vừa phải đứng lên ngồi xuống rồi thế từ vô khó thiệt nha. Ngồi một cái tuột cái tông này.